Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Trư. Tập 97. Chương 961, Cứu Khổ Thiên Tôn, 1. Lục Đại Thiên Cung hầu như bị phá, hóa thành đổ nát thê lương, chư thần không còn cách nào, chỉ có thể lơ lửng sau đầu Lục Đại Phủ Quân. Sáu vị phủ quân sắc mặt ảm đạm, Sinh Khí Phủ Quân thở dài thầm nhủ, ta đã nói nên bảo toàn thực lực mà. Đúng lúc này, đột nhiên một ánh đèn từ trên không trung chiếu xuống, soi rọi lên sáu vị phủ quân. Tô Cảnh Ngôn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy giữa cặp sừng châu có một thân hình nho nhỏ. Sau lưng thân hình nho nhỏ kia đột nhiên lóe lên thần quang, từng vị thần linh cực kỳ khổng lồ tỏa hào quang tứ phía, từ trong bóng tối chậm rãi đứng thẳng dậy, thân thể sừng sững giữa cặp sừng châu. Huyền Minh Cung, Tần Quảng Vương, một vị thần linh đầu đội đế quan, giọng nói trầm trầm nổ vang. Lại một thần linh hùng vĩ khác cúi người nói, Phổ Minh Cung, Sở Giang Vương, Trụ Tuyệt Cung, Tống Đế Vương, Thái Hòa Cung, Ngũ Quan Vương, Củ Luân Cung, Diêm La Vương, Minh Thần Cung, Biện Thành Vương, Thần Hoa Cung, Thái Sơn Vương, Bích Chân Cung, Đô Thị Vương, Thất Phi Cung, Bình Đẳng Vương, Túc Anh Cung, Chuyển Luân Vương. Mười vị thần linh kia đồng thanh nói, đa tạ đạo hữu tương trợ, đánh thức chúng ta. Minh Hải cổ xưa, giữa hai sừng châu khổng lồ, thần lực dâng trào, đó là khí hương hỏa của dân chúng chư thiên vạn giới trong quá khứ. Đã tích tụ không biết bao nhiêu vạn năm, thậm chí còn hùng hồn thâm hậu hơn thần lực của bọn Bắc Đế. Tô Cảnh Ngôn biến sắc, thần lực như vậy đã có thể so với Tây Vương Mẫu ở Côn Lôn Sơn. Một tên thôi còn dễ nói, mấu chốt là một lần gặp tới 10 kẻ, chuyện này đúng là kinh khủng. Ta không phải đối thủ của bất cứ ai trong bọn chúng. Hắn nhanh chóng quyết định, lập tức thống lĩnh chúng tiên phóng lên bầu trời, bay về phía tiên giới. Bọn họ là chính thống trong tiên đình, lần này hạ giới được thiên tôn phê chuẩn, tu vi cảnh giới vẫn còn, thượng giới cũng không gây phiền phức, chỉ cần thuận theo lỗ hổng trên bầu trời bay lên tiên giới là được. Nhưng La Phong Lục Thiên Cung tổn hại quá nặng nề, làm sao Lục Đại Phủ Quân lại bỏ qua cơ hội này được. Bắc Âm Đại Đế thống lĩnh các phủ quân khác liều mình chém giết, ngăn chặn chúng tiên vạn thần lôi ti. Nhất là tiên vương Tô Cảnh Ngôn bị cả Bắc Âm Đại Đế và Sinh Khí Phủ Quân ngăn cản, khiến hắn không cách nào phi thăng tiên giới. Tô Cảnh Ngôn cực kỳ kinh hãi, phát động Kim Hà Kiếm, lập tức ra sát chiêu với bọn họ. Giữa hai sừng châu, Hứa Ứng cầm theo đèn dầu cúi người nói, kính xin 10 vị đạo huynh giúp ta diệt trừ cường đạo tiên giới. Được. Túc Anh Cung Chuyển Luân Vương đột nhiên di chuyển, giơ tay đánh tới, một chưởng vuốt lên bầu trời. Tô Cảnh Ngôn ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng lạnh buốt, chỉ thấy lỗ hổng trên bầu trời đã biến mất không còn tăm hơi, cũng không có tiên khí tiết ra, thiên cung của vạn thần lôi ti đã ngăn cách với hắn. Chỉ e lần này phải thua, hắn mới nghĩ tới đây, lại thấy một vị thần đế từ trên trời, giáng xuống, hạ vào trước mặt hắn. Hứa Ứng nhìn về phía chiến trường, chỉ thấy vị chuyển luân vương kia tế ra một cái cối xay lớn, ép thẳng tới, ngàn vạn tiên nhân dồn dập bị nghiền chết. Tô Cảnh Ngôn đánh tới nhưng cũng không phải đối thủ của Chuyển Luân Vương, nhưng hắn tu vi cao thâm, vẫn có thể ngăn cản nhất thời, chẳng qua thất bại đã là tất nhiên. Hứa Ứng thở phào một tiếng, vừa rồi y mượn ký ức kiếp đầu của mình, chỉnh lý lại dấu ấn tán loạn trong đạo tràng của khoảng thiên địa này. Lúc trước y từng hợp đạo ở vùng đất Đạo Khải, ngộ đạo ở Ly Hận Thiên, nhập đạo ở Càng Lúc Càng và ngộ đạo ở Huyền Đô Ngọc Kinh Sơn, đạo hạnh không phải tầm thường. Lần này chỉnh lý lại dấu ấn đại đạo ở nơi này cũng là xe nhẹ đường quen, càng thêm thuận tay. Nhưng trong lúc chỉnh lý y lại phát hiện, dấu ấn trong thiên địa của Minh Hải không phải chỉ có một thiên địa nguyên thần. Thiên địa nguyên thần của nơi này lên tới 10. Hứa Ứng dốc sức làm liền một lèo, gây dựng lại dấu ấn thiên địa đại đạo của nơi này, khôi phục trật tự thiên địa, hơn 10 thiên địa nguyên thần cũng theo đó phục sinh. Bên cạnh hắn còn có 9 vị thần đế, Thất Phi Cung Bình Đẳng Vương cười nói, Tiểu đạo hữu, Chuyển Luân Vương ra tay, bọn chúng tuyệt đối không thể sống nổi. Tiểu đạo hữu lĩnh ngộ thập nhị trọng lâu, chắc muốn lĩnh ngộ thiên địa nguyên thần. Hứa Ứng lắc đầu, tâm niệm máy động, mở bí tàng dũng tuyền, chỉ thấy trên bầu trời hào quang lấp lóe, tiếng sấm vang rền. Đột nhiên một luồng lực lượng trong thời không khác xoay tròn, lại có một động thiên tiên giới mở ra trên bầu trời, nối liền với bí tàng dũng tuyền của Hứa Ứng. Chương 962, Cứu Khổ Thiên Tôn, 2. Chín vị thần đế kia nhìn tòa động thiên tiên giới này,
ai nấy lộ vẻ kinh ngạc. Hứa Ứng cúi người nói, ta tới nơi này là để lĩnh ngộ đại đạo của Minh Hải thời đại cổ xưa, tìm hiểu pháp môn mở động thiên tiên giới. Chu Tuyệt Cung Tống Đế Vương khen, đúng là tuyệt diệu, ngươi mở động thiên này nối thẳng tới bỉ ngạn, có thể đạt được ảo diệu của hồn phách, tu luyện nguyên thần cũng làm ít mà lợi nhiều. Các vị thần đế khác dồn dập gật đầu, tán thưởng không thôi. Tô Cảnh Ngôn thấy bên này có tiên quang tiên giới, tưởng tiên giới có người giúp mình mở lối đi khác, lập tức bay về phía động thiên tiên giới của Hứa Ứng. Nhưng tòa động thiên dũng tuyền này vừa mở tầng thứ nhất, cho dù hắn có chui vào cũng không thể tới tiên giới. Tô Cảnh Ngôn vừa lao tới động thiên dũng tuyền của Hứa Ứng đã thấy Chuyển Luân Vương đánh tới, vội vàng phát động Kim Hà kiếm ngăn cản, xoay người bỏ chạy, nhưng đối diện lại có một tòa phong đô sơn nện thẳng xuống, đập tới mức nguyên thần và thân thể của hắn cùng vỡ nát. Tô Cảnh Ngôn vốn không đến mức bị đập chết như vậy, nhưng phong đô sơn này nặng nề không gì sánh nổi, được Bắc Âm Đại Đế tế luyện không biết bao nhiêu vạn năm, sở trường là sát thương nguyên thần. Nguyên thần của hắn bị đánh nát, trước rồi thân thể mới tan vỡ, bị đè chết ngay tại chỗ. Một chút bất diệt chân linh của Tô Tiên Vương bồng bềnh bay ra, rơi vào Minh Hải cổ xưa. Đám tiên nhân còn lại của Vạn Thần Lôi Ti thấy vậy, ai nấy hoảng sợ khó tả, vội vàng chạy tứ tán. Ngũ đại phủ quân lập tức thống lĩnh chư thần dưới trướng truy sát. Minh Hải thời cổ xưa này cực kỳ rộng lớn, nếu đám tiên nhân này trốn, muốn tìm cũng chẳng dễ dàng gì. Nhưng cũng may bọn chúng không thể thoát khỏi nơi này. Bắc Đế không tham gia, giơ tay nắm lấy Kim Hà kiếm, không ngờ thanh tiên kiếm kia đột nhiên xé gió bay đi. 10 vị thần đế thấy vậy cũng dồn dập giơ tay chộp lấy, nhưng ai cũng bắt hụt, đều ổ lên kinh ngạc. Chỉ thấy Kim Hà kiếm kia phá vỡ hàng rào thiên địa, không biết bay về nơi đâu. Bắc Đế sắc mặt trầm xuống nói, thực lực của Kim Hà kiếm quân còn cao minh hơn lúc trước. Hắn đi tới trước mặt Hứa Ứng và 10 vị thần đế, cúi người nói, các vị đạo huynh cõi âm thời cổ xưa, Bắc Âm xin được bái kiến, đa tạ thiện duyên của 10 vị đạo huynh. Không dám. 10 vị thần đế dồn dập trả lễ nói, đạo hữu không cần khách khí. Bắc Đế ưỡn thẳng người nói, ta khởi tử hoàn sinh, thực lực không bằng lúc trước. Nếu thực lực của ta khôi phục đỉnh phong, chưa chắc đã kém hơn 10 vị đạo huynh. Tương lai cõi âm ổn định, lập lại trật tự, cõi âm cần có chỗ cắm rùi cho La Phong Lục Thiên Cung của ta. 10 vị đạo huynh không thể độc chiếm. 10 vị thần đế kia nhìn nhau, ai nấy mỉm cười hiểu ý. Hứa Ứng chỉ sợ bọn họ đối chọi với nhau, cười nói, Bắc Đế cư ngụ ở Bắc Cực Minh Hải của cõi âm, định cư tại Phong Đô Sơn, được chúng sinh vạn giới tôn làm Bắc Âm Đại Đế, lại xưng là Bắc Đế, là người thống trị Minh Hải mà chúng sinh lựa chọn. Phổ Minh Cung Sở Giang Vương cười nói, hóa ra Bắc Đế ở Tân Địa Minh Hải. Tân Địa Minh Hải, Bắc Đế ngơ ngác. Hứa Ứng cười nói, cái tên này đúng là thú vị. Minh Hải cõi âm của chư thiên vạn giới gọi là Tân Địa Minh Hải, thế thì Minh Hải thời cổ xưa phải gọi là Cổ Địa Minh Hải. Sở Giang Vương nói, Bắc Đế đạo hữu có chỗ không biết rồi, ngươi sinh ra theo lời cầu nguyện của chúng sinh, vốn là thần linh nguyên thủy, trời sinh thống trị cõi âm. Nhưng 10 người chúng ta thì khác, chúng ta không phải thần linh nguyên thủy của Minh Hải mà là hóa thân. Bắc Đế ngơ ngác, không hiểu biết gì về chuyện này. Tuy Hứa Ứng biết Thái Thanh Đạo Nhân và Đông Minh Hư Hoàng nhưng không hiểu mấy về loại thiên địa nguyên thần này, nói, chư vị, thiên địa nguyên thần là hóa thân à? Sở Giang Vương nói, thiên địa nguyên thần cũng là hóa thân, nhưng thoát ly bản thể, đi theo đại đạo. Chẳng qua đại đạo mà thiên địa nguyên thần theo là thiên địa đại đạo của bản thể trong đạo tràng. Bởi vậy tuy thoát ly bản thể nhưng mỗi hành động, mỗi tiếng nói, mỗi cử chỉ đều là suy nghĩ của bản thể. Y giải thích không quá khó hiểu, Hứa Ứng và Bắc Đế nghe vậy đều hiểu. Bắc Đế biến sắc, trong lòng dao động. Thập đại thần đế Sở Giang Vương đều là hóa thân, thế thì bản thể của bọn họ sẽ có thực lực cường đại cỡ nào, khủng khiếp cỡ nào. 10 nhân vật cường đại dị thường giáng lâm cõi âm, đừng nói Bắc Âm hắn, chỉ e ngay cả Đông Nhạc, Thương Hô và Luân Hồi Huyền Nữ cũng không có đất đặt chân. Thật không dám giấu giếm, chúng ta trông như 10 người, thật ra đều là một người. Các bạn đang nghe chuyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 963, Cứu Khổ Thiên Tôn, A. Sở Giang Vương như biết suy nghĩ của hắn, cười nói, bản thể của chúng ta gọi là Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn. Do thấy quỷ hồn cõi âm không có nơi nương tựa nên phân ra thập đại hóa thân,
chính là chúng ta, quản lý cõi âm, diệt trừ cái ác, tuyên dương cái thiện, giữ gìn trật tự. Còn bản thể của Thiên Tôn không mấy để ý tới chút thần lực của chúng ta, càng không tranh đoạt tân địa Minh Hải. Thần Hoa Cung Thái Sơn Vương nói, Thiên Tôn không ở trong thế giới này, lúc người đi thậm chí còn không mang theo chúng ta, có thể thấy người nghĩ sao? Nếu tân địa Minh Hải có người quản lý, chúng ta cũng vui vẻ thanh nhàn, sẽ không tranh không đoạt đâu. Hứa Ứng trong lòng máy động, vị Thiên Tôn ấy không ở trong thế giới này, chẳng lẽ cũng như Hư Hoàng, đi tìm Bỉ Ngạn kia. Bắc Đế lấy làm hổ thẹn, lên tiếng nhận lỗi, hóa ra ta hiểu lầm chư vị, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Mong chư vị đạo huynh rộng lòng tha thứ. Hứa Ứng cười nói, nếu hiểu lầm đã được hóa giải, vậy 10 vị đạo huynh có tính toán gì không? Trong lòng y thầm hồi hộp, nếu có thể mời 10 vị thần đế này theo bên người, cho dù đế quân hạ giới, y cũng dám liều mạng. Sở Giang Vương nói, đương nhiên là lưu thủ cổ địa Minh Hải. Thiên địa đại đạo của nơi này khôi phục, tuy bây giờ không có âm hồn nhưng chẳng bao lâu sau sẽ có âm hồn bị thiên địa đại đạo thu hút, đi tới nơi đây. Quan lại cổ địa Minh Hải ở cõi âm là chức trách của chúng ta. Chúng ta phải lưu lại nơi này, chờ Thiên Tôn hiện thân lần nữa. Hứa Ứng hơi thất vọng, dò hỏi, chắc Thái Ất cứu khổ Thiên Tôn cũng tới Bỉ Ngạn. 10 vị thần đế dồn dập lắc đầu nói, cái này thì chúng ta không biết. Bọn họ chỉ là thiên địa nguyên thần, không biết gì nhiều về biến cố năm xưa. Tần Quảng Vương nói, sau khi Thiên Tôn đi khỏi, chúng ta lưu thủ trong cổ địa Minh Hải, quản lý thập điện Diêm La, nhưng thiên địa đại đạo trở nên hết sức kỳ quái. Đại đạo càng ngày càng khô héo tàn lụi, cõi âm dần dần trống rỗng, cuối cùng có một ngày đại đạo dị chủng thay thế đại đạo ban đầu. Chỉ là dị đạo quật khởi cũng không sao, nhưng chẳng bao lâu sau có tiên thần dị đạo tập kích bọn họ, tới mức cổ địa Minh Hải sa sút triệt để. Còn trong chuyện này có tiền căn hậu quả ra sao, đương nhiên bọn họ không biết. Hứa Ứng suy tư nói, tiên thần dị đạo, chẳng lẽ là tiên giới bây giờ? Nhưng tiên giới có lực lượng lớn tới vậy à, phá hủy nhiều đạo tràng cổ xưa, giết chết thiên địa nguyên thần trong đó. Tiên giới làm vậy, chẳng lẽ không sợ bản thể của những thiên địa nguyên thần này trở về? Y nghĩ mãi không thông, rốt cuộc bọn đạo tổ và Thái Ất cứu khổ Thiên Tôn đang tìm kiếm thứ gì? Ngoài ra, cuối thời đại cổ xưa, có phải tiên giới bây giờ đã phá hủy thời đại cổ xưa và tổ đình không? Thập điện Diêm La ai nấy bồng bềnh giữa cặp sừng châu, thần luân xoay tròn sau lưng thần lực chấn động, khôi phục một số kiến trúc trên sừng châu. Nơi này có ngàn vạn cung điện, chắc chắn năm xưa cũng cực kỳ phồn hoa, có vô số quỷ thần và tu sĩ qua lại, tiếc là tất cả đều đã qua. Cho dù thập điện Diêm La khôi phục lại kiến trúc nơi đây cũng không còn vẻ rầm rộ của năm xưa. Hứa Ứng thấy tòa thập nhị trọng lâu, năm xưa Thái Ất cứu khổ Thiên Tôn truyền đạo trong tòa lầu các này, đạo pháp lưu giấu giữa thiên địa, tạo thành đạo tràng của mình. Mà lai lịch của cặp sừng châu này ra sao? Thập điện Diêm La dồn dập lắc đầu, Bình Đẳng Vương nói, tục truyền khi thiên địa sơ khai. Cặp sừng châu và thi thể này giã ở đó, Thiên Tôn từng thăm dò căn nguyên của thi thể nhưng cũng không tìm thấy khởi nguồn. Hứa Ứng ở lại vài ngày, thỉnh giáo đạo pháp thần thông ở chỗ thập điện Diêm La. Bọn họ biết gì nói nấy khiến lý giải của Hứa Ứng đối với hồn phách thần thông càng sâu sắc, cảm ngộ về đạo pháp cũng càng lúc càng thâm hậu. Tần Quảng Vương cười nói, Hứa tiểu hữu, nếu muốn tu thành nguyên thần, thì tới tổ đình thiên đạo, gặp tổ thần. Sau khi thấy tổ thần thiên đạo mới có thể tu thành nguyên thần, đạt được mọi ảo diệu của nguyên thần. Còn thập điện Diêm La chúng ta cũng không phải đỉnh phong trong đạo này. Hứa Ứng cảm tạ, cáo từ bọn họ rồi đi khỏi. Bắc Đế cũng mang theo ngũ đại phủ quân, cùng Hứa Ứng rời khỏi cổ địa Minh Hải. Hứa Ứng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong cổ địa Minh Hải sóng dần nổi lên, thiên địa đại đạo khôi phục, khiến quy tắc của thần linh trong đó lại vận hành. Không ít vong hồn tổ đình được pháp tắc thiên địa đưa tới, men theo cặp sừng châu dài kia đi vào vùng biển cõi âm này. Công việc của thập điện Diêm La lập tức lu bù. Chương 964, Quy đạo Ngọc Bàn, 1. Hứa Ứng thu ánh mắt, đi ra khỏi cửa, bước vào tân địa Minh Hải. Bắc Đế cất đèn dầu đi, nói với y, Tô Tiên Vương của Vạn Thần Lôi Ti đã chết, Vạn Thần Lôi Ti cũng bị diệt gần hết, chỉ e tiên giới sẽ phản kích càng mãnh liệt hơn. Hứa đạo hữu, xin từ biệt. Sinh khí phủ quân cười nói, họ Hứa, ngươi nên chạy sớm đi. Hứa Ứng lắc đầu cười nói, các ngươi trốn tránh được bao lâu? Lưu lại núi xanh, không lo không có củi đốt. Năm vị phủ quân vẫy tay với y,
theo Bắc Đế rời khỏi, chỉ nghe giọng nói của bọn họ vang lên ở đằng xa. Đại huynh, năm xưa ta đã bảo ngươi rồi, tiên giới thành lập thế giới thiên đạo, mang ý nghĩa bọn chúng tuyệt đối không thể dung tha cho chúng ta, ngươi nên chạy trốn sớm sớm chút. Ngươi thì mãi vẫn không chịu chạy. Bây giờ vì cứu ngươi, ta mất hai chân, ngươi nhường lại chức vị Bắc Đế đi. Vì sao lại tặng chức vị Bắc Đế cho ngươi? Chỉ vì ngươi bớt đi hai cái chân á. Ta bị chặt mất một cánh tay này, chẳng lẽ không xứng làm Bắc Đế? Đầu của ta còn bị chặt, ta đã nói gì chưa? Bút của ta gãy rồi, ta chính là Bắc Đế. Lão Lục, ngươi gãy bút, thập điện Diêm La đã sửa rồi mà. Chẳng phải đầu của ngươi cũng nối lại rồi à? Tất cả im miệng cho ta. Kết thiện duyên có được không? Hứa Ứng đưa mắt nhìn bọn họ đi xa, cảm thán, tình cảm giữa bọn họ tốt thật, huynh trưởng hiền từ, đệ đệ cung kính, hơn xa người ngoài. Ta cũng phải tìm bọn Kim ra ngài chuông, sau khi tìm được bọn họ thì chuẩn bị tới quỷ khư. Bây giờ y đã mở tứ đại động thiên, lại có các loại bảo vật ngũ nhạc tiên sơn, hỗn thiên đỉnh, thập nhị trọng lâu trên tay, cho dù không phải đối thủ của tiên vương cũng có thể bỏ chạy. Hứa Ứng ánh mắt nhấp nháy, suy tư nói, nhưng không thể đối mặt với hai đại tiên vương cùng lúc. Nếu bị hai đại tiên vương bao vây, thế thì hỏng bét. Hình như trong quỷ khư còn một tên cường đại hơn nữa, khó giải quyết đây. Bọn Hứa Ứng, Bắc Đế vừa đi khỏi, đột nhiên trên bầu trời cổ địa Minh Hải bầu trời tăm tối mở rộng. Tầng tầng tiên quang chiếu xuống, để lộ một loạt thiên cung trên tiên giới, trước cửa thiên cung viết ba chữ khu tả viện. Người mở hàng rào giữa tiên giới và cổ địa Minh Hải là một vị tiên quan, đầu đội mũ quan cao cao, ánh mắt sắc bén như điện. Quanh người có tia sét quấn quanh tạo thành đai lưng, sau lưng có đạo hoàn do tầng tầng lôi quang tạo thành, cực kỳ uy nghiêm. Vị tiên quan này vừa nhìn xuống, ánh mắt lập tức chứng kiến thân hình khổng lồ của thập điện Diêm La. Thập điện Diêm La dồn dập ngẩng đầu, đối mặt với vị tiên quan kia. Tiên quan kia lấy làm kinh hãi, vội vàng đóng thời không lại, khu tà viện được che khuất, biến mất. Tiên giới đã phát hiện ra chúng ta phục sinh, dẫu sao cũng không phải chuyện tốt. Tần Quảng Vương nhíu mày nói, dị đạo hủy diệt cõi âm năm xưa chắc là thế lực tiên đạo. Sở Giang Vương ngẩng đầu nhìn lên, nghi hoặc nói, nhưng vừa rồi ta không cảm ứng được những tồn tại cường đại đã hủy diệt cõi âm. Nếu chỉ dựa vào khu tà viện thì không phải đối thủ của cổ địa Minh Hải, nhưng nếu những tồn tại cường đại năm xưa ra tay, chúng ta tuyệt đối không phải đối thủ. Đô Thị Vương nói, theo ý kiến ta, những tồn tại cường đại đó sẽ không ra tay. Lần này tiên giới, cõi âm, dương gian, tam giới triều tịch, lần chiều cường này khiến tam giới tiến sát gần nhau. Thiên địa đại đạo vốn đã bị phá diệt dần dần khôi phục, ngay cả đại đạo của cổ địa Minh Hải chúng ta cũng khôi phục. Ta cứ cảm thấy trong chuyện này có người âm thầm trợ giúp. Thập điện Diêm La đồng thời chìm vào trầm tư. Diêm La Vương nói, tam giới triều tịch, khôi phục thiên địa đại đạo thời đại cổ xưa. Rốt cuộc người này có mục đích gì? Sở Giang Vương ánh mắt thăm thẳm, chắc là đối đầu với những tồn tại cường đại đã hủy diệt chúng ta. Thập điện Diêm La ai nấy liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt nhấp nháy. Cường giả từng phá hủy cổ địa Minh Hải năm xưa, chắc bây giờ đã có địa vị trí cao vô thượng không thể lay động trên tiên giới. Chỉ e trong tiên giới có một số kẻ ngứa ngáy khó chịu, động tâm với những tồn tại mang địa vị vô thượng này. Thế giới nguyên thú, trong mặt trời, di tích Thái Dương thần cung. Hứa Ứng đứng trong phế tích, tay cầm một tờ giấy vàng, sắc mặt kỳ quái, hạ giọng nói, sao Kim gia lại trở thành đế tử điện hạ của yêu tộc. Trên giấy vàng là chữ viết của Kim Bất Di, viết là ta nhận được Đông Hoàng Bình Thiên Quyết, ổn định lại náo loạn trên Thái Dương quan. Yêu Hoàng nói ta là đế tử, bảo ta tới kế thừa gia sản tại tổ đình yêu tộc, có lẽ nhà ta rất lắm tiền. Các bạn đang nghe chuyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 965, Quy Đạo Ngọc Bàn 2. Thất gia trung gia và trùng mẫu theo ta tới tổ đình yêu tộc hưởng phúc, không cần nhớ mong. Chăm sóc tốt cho mình, vân vân. Hứa Ứng ngây ra như phỗng. Có thế nào y cũng không hiểu nổi, Kim gia đã sống hơn 2 vạn tuổi, già khú đế rồi, tuy mấy năm nay tu thành nguyên thần nên trẻ ra một chút, nhưng làm sao lại biến thành đế tử cơ chứ? Hơn nữa trên đời này có đế tử nào hơn 2 vạn tuổi? Hình như Kim gia có cơ nghiệp rất lớn ở tổ đình yêu tộc, đang chờ hắn kế thừa. Sao tự nhiên lại phát đạt thế này?
Hứa Ứng đột nhiên nhớ lại lúc trước ở Tu Di Sơn cũng có mấy cô nương tự xưng là tới từ tổ đình yêu tộc, cô gái cầm đầu tên là Lập Liên Linh Tư Ức, hết sức lợi hại. Cành dương liễu trong tay Linh Tư Ức càng lợi hại, nghe nói là một cành của đạo thụ yêu đế, lưu lại ấn tượng sâu sắc đối với Hứa Ứng. Vị linh cô nương kia nói, tổ đình yêu tộc muốn gặp ta. Yêu tổ, tổ đình, đế tử, không biết có quan hệ ra sao. Trong lòng y vẫn hơi lo lắng, cho dù Kim Bất Di viết trên giấy vàng là bên cạnh bọn họ có một nguyên thần yêu hoàng, nhưng đã là chuyện liên quan tới quan lại, chỉ e không dễ gì làm được. Kim Bất Di đi tới tổ đình yêu tộc, chỉ e sẽ bị cuốn vào tranh đấu quyền lực trong tổ đình. Nhưng nếu yêu tổ muốn gặp ta, chắc cũng muốn cầu cạnh ta. Hắn biết quan hệ giữa ta và Kim gia, thế thì Kim gia cũng có chỗ dựa tốt trong tổ đình yêu tộc. Hứa Ứng thầm nghĩ. Y tạm gác lo lắng lại, đang định tế thiên quan lên để trở về tổ đình thì đột nhiên một bóng người lóe lên, nhanh chóng chạy về phía này. Hứa Ứng trong lòng máy, động, lập tức thi triển hồ thiên chứng đạo kinh, thân hình ẩn nấp vào hư không, giấu giếm bản thân. Bóng người kia hóa thành một luồng tiên quang, hạ xuống di tích Thái Dương thần cung, quanh người có tiên quang lấp lóe, tỏa ra hỏa lực Thái Dương thần hỏa cực kỳ khủng khiếp. Hứa Ứng nhìn lại, chỉ thấy trên tay người này là một tấm ngọc bàn, trên ngọc bàn trống không nhưng lại ẩn chứa từng luồng lực lượng kỳ dị. Người kia tuổi tác không lớn, mới khoảng 30 tuổi, người mặc áo xám, trên người có 5 con giao long quấn quanh, đều dài khoảng 2 xích, như được thêu vào. Hắn mang khí tiên linh, hiển nhiên không phải người phàm. Người kia phát động ngọc bàn, miệng lẩm bẩm gì đó. Hứa Ứng lập tức cảm thấy một luồng thiên địa đại đạo cổ xưa được ngọc bàn ảnh hưởng, từ từ khôi phục. Ngọc bàn của tiên nhân áo xám tỏa hào quang mờ ảo, lan tỏa ra xung quanh, nở rộ tầng tầng lớp lớp, thiên địa đại đạo cổ xưa trong mặt trời càng khôi phục mãnh liệt hơn. Hứa Ứng kinh ngạc không thôi, ngọc bàn này là cái gì? Tiên nhân áo xám kia ồ khẽ một tiếng, nghi hoặc nói, kỳ quái, ta khôi phục đại đạo cổ xưa ở Thái Dương Quan, sao không có dị biến? Rõ ràng trước đây không lâu ta đã tới đây, khôi phục đại đạo cổ xưa ở nơi đây. Theo lý mà nói đám yêu vật bị trấn áp ở nơi này đã lao ra ngoài Thái Dương Quan, hủy diệt nguyên thú mới đúng. Hứa Ứng nổi giận, hắn muốn mượn lực lượng của đám yêu vật bị trấn áp trong Thái Dương Quan để phá hủy nguyên thú. Tiên nhân áo xám kia đột nhiên bay vào sâu trong Thái Dương. Hứa Ứng đuổi theo hắn, chỉ thấy tiên nhân áo xám đi vào nơi vốn đặt Thái Dương Kim Quỹ, yêu hoàng và đám cự thú thái cổ tạo phản bị trấn áp tại đây. Kim Quỹ đã không cánh mà bay. Tiên nhân áo xám nghi hoặc nói, Kim Quỹ không còn tăm hơi, đống thuyền lầu của đám Thái Dương thủ cũng biến mất, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Vì sao Thái Dương Quan không diễn ra theo kế hoạch của ta? Ai đang ở đó? Hắn cực kỳ cảnh giác, ánh mắt sắc bén không gì sánh được, nhìn vào hư không mà Hứa Ứng ẩn thân. Hứa Ứng ra vẻ chống đỡ hết nổi, cứ như bị ánh mắt của hắn đả thương, cắn chót lưỡi, phun máu ngã khỏi hư không, khàn giọng nói, đừng giết ta. Sao ngươi lại chạy? Thân hình tiên nhân áo xám kia hóa thành luồng sáng, vêu một tiếng xé gió bay đi, vẽ thành một vệt tiên quang trong mặt trời. Hứa Ứng vừa sợ vừa giận, y giả bộ yếu thế là để tiên nhân áo xám này buông lỏng cảm giác, vậy mới tiện ra tay. Không ngờ tiên nhân này không hề có dấu hiệu lơi lỏng cảnh giác, nhanh chân bỏ chạy. Hứa Ứng phóng ầm ầm đi, lao giữa mặt trời như một con man ngưu thời thái cổ hồng hoang, lao đâu đụng đấy, sau lưng lôi hỏa nổ tung, tốc độ mãnh liệt tới mức người khác khó lòng tưởng tượng. Tiên Sơn, Hỗn Thiên Đỉnh, Trọng Lâu, Giao Trì, Thiên Quan, lên, lên, lên. Sau lưng Hứa Ứng, năm tòa Tiên Sơn, Thủy Hỏa Hỗn Thiên Đỉnh, Thập Nhị Trọng Lâu và các loại trí Bảo Thiên Đạo và Trọng Khí Tiên Đạo dồn dập bay ra, hóa thành năm đại cảnh giới, gia trì lên người y. Chương 966, Quy Đạo Ngọc Bàn, A. Lại từng tòa động thiên tiên giới ầm ầm mở rộng, ép lui Thái Dương thần hỏa xung quanh, hóa thành nguyên khí, tâm lực hồn lực và âm dương nhị khí hùng hồn khiến tu vi của y liên tiếp gia tăng. Ầm, mặt ngoài của Thái Dương nổ tung, Hứa Ứng đuổi theo tiên nhân áo xám kia xông ra khỏi mặt trời, sau lưng giấy lên một ánh lửa dài trăm vạn dặm. Ngọn lửa bên ngoài Thái Dương bị địa từ nguyên lực kéo lại, tọa thành một vòng tròn lớn, như một bên cánh bươm bướm, vòng lại trong mặt trời. Những chỗ Hứa Ứng lao ra, nhiệt độ của Thái Dương kém xa trước đây, tạo thành một khoảng đốm đen trên mặt trời. Hứa Ứng coi như không thấy, con mắt chăm chú nhìn vị tiên nhân áo xám trước mặt,
giận không kiềm được, thần thức lao tới, hóa thành âm thanh dữ dội bên tai tiên nhân áo xám. Vị huynh đài này, ta đã hộc máu rồi sao ngươi còn đào tẩu? Có phải Hứa Mỗ giả bộ không giống không? Tốc độ của tiên nhân áo xám kia cực nhanh nhưng vẫn bị y nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, trong lòng không khỏi bối rối, cười lạnh nói, ta có thể sống tới giờ là dựa vào cẩn thận. Ngươi ẩn nấp bên cạnh ta bao lâu mà ta không phát hiện, nếu không phải tâm thần ngươi sao động, ta hoàn toàn không nhận ra ngươi. Tồn tại như vậy mà bị ánh mắt của ta làm cho hộc máu. Quỷ mới tin được. Hứa Ứng thầm tiếc nuối nghĩ, tên này thật quá cẩn thận. Tốc độ của y lại tăng cường, quát lớn một tiếng, giơ tay chụp tới. Chỉ thấy trong tinh không, thiên địa nguyên khí khủng khiếp ầm ầm vọt tới, hóa thành một bàn tay vạn trượng, nghiền nát những ngôi sao nhỏ dọc đường, chụp thẳng về phía tiên nhân áo xám. Đây chính là thần thông của Hồ Thiên Chứng Đạo Kinh của Ngọc Hồ Chân Nhân, Siêu La Thiên Địa. Nhưng được Hứa Ứng thi triển lại bá đạo tuyệt luân. Tiên nhân áo xám kia trong lòng kinh hãi bằng chết, không hề chần chừ lập tức tế ra ngọc bàn. Ngọc bàn tỏa hào quang khắp bốn phương, vòng quanh người hắn, phá vỡ thời không, một đầu khác của thời không rõ ràng là chư thiên thế giới khác. Ngọc bàn kia mang theo tiên nhân áo xám vưu một tiếng xuyên qua khe hở thời không, tiến vào chư thiên thế giới kia, khe hở lập tức khép lại. Giọng nói của Hứa Ứng vang dội trong thời không, dùng thủ đoạn này trước mặt Hứa Mỗ, ngươi đi được chắc. Tiên nhân áo xám quay đầu lại, không khỏi kinh hãi, chỉ thấy bầu trời chấn động kịch liệt, một tòa thiên quan nguy nga đột nhiên xuất hiện, ép thời không nổ lốp bốp, vô số sấm sét bột phấn từ không gian bị đè ép, bắn khắp bốn phía. Ngay cả không khí cũng có mùi nóng bỏng. Rầm. Thiên quan mở ra, bàn tay vạn trượng ngưng tụ thời không, ngang nhiên chụp tới. Tiên nhân áo xám không hề nghĩ ngợi, phát động ngọc bàn nhanh chóng bỏ trốn, chỉ trong chớp mắt đã phá vỡ thời không, lao vào một chư thiên thế giới khác. Còn sau lưng hắn, thời không lại ầm ầm nổ, vang, thiên quan lại tiếp tục xuất hiện, bàn tay che trời của Hứa Ứng vẫn bám sát sau lưng. Tiên nhân áo xám cắn chặt răng, phát động ngọc bàn, ầm ầm ầm, liên tục xuyên qua từng thế giới như một tia sáng. Thế giới đại thiên, muôn hình vạn trạng, địa hình đa dạng, có đủ cảnh sắc khác biệt, nhưng chớp mắt là qua. Còn sau lưng hắn, tiếng sấm ầm ầm không dứt, thiên quan như một bức tường khổng lồ sừng sững giữa thiên địa, nghiền ép tới, bàn tay duỗi ra từ thiên quan càng lúc càng tới gần hắn. Tiên nhân áo xám tuyệt vọng, chẳng lẽ ta phải táng thân tại đây? Đột nhiên ngọc bàn chở hắn tới một thế giới rách nát, tiếng động kinh thiên động địa sau lưng chợt ngưng bặt. Tiên nhân áo xám quay đầu lại, thấy tòa thiên quan như bức tường khổng lồ kia không đến theo, bàn tay của Hứa Ứng cũng không chụp tới, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Thế giới này, tiên nhân áo xám quan sát xung quanh, chỉ thấy đây là thế giới đã bị phá hủy, là một nơi hoang vu vắng vẻ, không có khí tức sinh mệnh. Hắn thở phào một tiếng, cười nói, hóa ra là thế, thế giới này không nằm trong thiên đạo, cánh cửa của hắn không thể đuổi theo được. Hắn mới nghĩ tới đây, đột nhiên không gian sau lưng chấn động kịch liệt, một âm thanh vang lên sâu trong thời không, vị huynh đệ này, lưu lại kết giao bằng hữu có phải hơn không? Tiên nhân áo xám quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đôi tay thò ra từ sâu trong không gian, không ngờ lại xé rách cả bầu trời của thế giới tĩnh mịch này. Hứa Ứng ra sức xé mở không gian, chuẩn bị giáng lâm. Tiên nhân áo xám kinh hãi, vội vàng phát động ngọc bàn, vưu một tiếng phá không bay đi, biến mất không còn tăm hơi. Hứa Ứng xé mở vùng trời kia, bay ra khỏi vết rách, bồng bềnh trong thế giới tĩnh mịch này, nhìn xung quanh, không khỏi kinh ngạc. Chỉ thấy vừa rồi thế giới còn cực kỳ tĩnh mịch, đột nhiên thiên địa đại đạo của nơi này khôi phục. Các bạn đang nghe chuyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 967, tình cảm phai nhạt, 1. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà mặt đất bên dưới đã như trời hạn gặp mưa rơi, cỏ cây khôi phục, xanh ươm tươi tốt. Rốt cuộc ngọc bàn kia là cái gì? Hứa Ứng nghi hoặc không thôi, hạ giọng nói, ngay cả thiên địa đại đạo của nơi này mà cũng có thể khôi phục, đúng là bất phàm. Y đuổi theo thời không mà tiên nhân áo xám kia bỏ trốn nhưng chậm mất một bước, đuổi qua mấy thế giới thì mất tung tích của tiên nhân áo xám. Chư thiên vạn giới có nhiều nơi thiên địa đại đạo cổ xưa khôi phục, chỉ e có liên quan tới ngọc bàn trong tay tiên nhân áo xám. Hứa Ứng ngừng truy đuổi, hạ giọng nói, ngọc bàn kia tuyệt đối không phải tiên khí bình thường,
tuy không có uy lực gì nhưng chỉ e ngay cả Tử U Minh đao của đế quân cũng không sánh bằng nó. Nếu có thể xử lý cái gã áo xám, lấy được ngọc bàn thì tốt. Y lưu luyến không thôi, tế thiên quan ra rồi đi, vào, biến mất trong thiên quan. Thiên quan khép lại, hoàn toàn biến mất. Một lúc lâu sau, đột nhiên hư không chấn động, thiên quan tái hiện, Hứa Ứng sải bước ra khỏi thiên quan, hai mắt như điện liếc mắt nhìn bốn phía, quát, ta thấy ngươi rồi. Tiếng quát này cực lớn chấn động tới mức màng nhĩ của tất cả sinh linh trong thế giới này ong ong vang dội, cả kinh quan sát xung quanh, có người xấu hổ, có người hoang mang, còn có người tẩu hỏa nhập ma. Hứa Ứng nhìn xung quanh một lượt, không phát hiện ra điều gì dị thường mới hậm hực trở lại thiên quan, thầm nhủ, xem ra không ở thế giới này thật. Thiên quan khép lại, biến mất. Lại thêm hai người, trên bầu trời có sấm sét chấn động, thiên quan lại xuất hiện, chỉ thấy Hứa Ứng áo xanh, Hứa Ứng áo vàng và Hứa Ứng áo trắng từ ba hướng khác nhau bay tới. Tìm suốt hai ngày rồi mà không thấy tên kia. Hứa Ứng áo trắng lắc đầu nói. Hứa Ứng áo vàng nói, ta cũng tìm hai ngày, không thấy. Hứa Ứng áo xanh nói, ta trốn trong cõi âm ôm cây đợi thỏ, chờ hắn chạy trốn tới cõi âm, nhưng cũng không có thành quả gì. Bản thể của Hứa Ứng đứng trong cánh cửa, thu hồi nhất khí hóa tam thanh, lắc đầu nghi hoặc nói, chẳng lẽ không ở thế giới này thật. Y đóng thiên quan lại, tiếp tục biến mất. Trong ngôi miếu hoang, tiên nhân áo xám đứng trên bàn thờ, hai mắt trợn tròn, mặt đổ mồ hôi đầm đìa, suýt nữa làm rơi bùn đất trên mặt. Hắn vẫn không dám xuống, vẫn ngồi yên trên bàn thờ, cứ thế ba tháng mới dám tin Hứa Ứng đã đi thật. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa bị tên Hứa Mỗ kia bắt được. Ta chết thì chỉ là chuyện nhỏ, nhưng quy đạo ngọc bàn mà rơi vào tay người khác khéo lại thành nhiễu loạn cực lớn. Tiên nhân áo xám nhảy xuống khỏi bàn thờ, cho dù mọi chuyện đã qua 3 tháng lẻ 2 ngày, hắn vẫn cực kỳ sợ hãi. Cái tên Hứa Mỗ này là ai? Thật hung ác. Hứa Mỗ? Đợi đã, chẳng lẽ là tên Hứa Mỗ kia? Tiên nhân áo xám lộ vẻ kinh hãi, miệng lẩm bẩm, hắn là Hứa Ứng. Năm xưa bị ghim trên bảng truy nát suốt mấy ngàn năm. Tiên nhân áo xám ra khỏi miếu hoang, thở phào một tiếng, hạ giọng nói, Hứa Ứng chết lâu rồi mà. Sao vẫn còn sống tới bây giờ? Đế quân làm việc kiểu gì? Đúng lúc này lại nghe một âm thanh cười nói, năm xưa đế quân muốn xử tử Hứa Ứng, khổ nỗi thủ đoạn có hạn, có làm sao cũng không thể luyện chết Hứa Ứng, đành phải trấn áp hắn. Tiên nhân áo xám nhìn theo hướng tiếng nói, chỉ thấy một vị tiên ông tóc trắng mỉm cười hiền từ lơ lửng trên không trung. Tiên ông tóc trắng đứng từ xa cười nói, Thiên Huyễn chân nhân, đã lâu không gặp, không ngờ lại được thấy ngươi dưới hạ giới. Tiên nhân áo xám họ Dương, tên là Thiên Huyễn, sau khi phi thăng tiên giới gọi là Thiên Huyễn chân nhân, thấy tiên ông tóc trắng kia cũng thoáng kinh ngạc nói, Ngọc Hồ chân nhân, ngươi cũng ở hạ giới. Hắn phi thăng tới, đi tới trước mặt tiên ông tóc trắng, cúi người chào, nhưng hắn vẫn cực kỳ cảnh giác, tuy chào, nhưng vẫn chuẩn bị bỏ chạy bất cứ lúc nào. Tiên ông tóc trắng chính là Ngọc Hồ chân nhân, người vẫn còn thương tích, cuống quýt đáp lễ, ta phụng lệnh nguyên quân hạ giới, vừa tới nguyên thú thì chúng mai phục. Kẻ mai phục ta chính là Hứa Ứng, chắc chắn có người trên tiên giới mật báo cho hắn, khiến hắn tới trước mai phục ta. Ta chạy thoát, lại gặp đời sau của đế quân lệnh cho hắn tới giết ta. Ta cũng chẳng còn cách nào, sau khi cắt đuôi được Ngọc Xuyên công tử thì bỏ trốn chữa thương. Thiên Huyễn chân nhân nghe vậy vẫn không dám buông lỏng, cười nói, chắc Ngọc Hồ chân nhân nấp ở đây chữa thương. Ngọc Hồ chân nhân lắc đầu nói, không ở dưới này. Trong lúc Hứa Ứng truy sát ngươi đã xuyên qua từng chư thiên, động tĩnh quá lớn, đánh thức ta khỏi bế quan. Ta lần tìm theo, thấy hắn nhiều lần lừa ngươi đi ra, không khỏi đổ mồ hôi lạnh thay ngươi. Nhưng cũng may, ngươi không bị mắc lừa. Chương 968, tình cảm phai nhạt, 2. Thiên Huyễn chân nhân nghe vậy đồng cảm nói, chắc ta cũng trúng mai phục của Hứa Ứng. Ta tới Thái Dương quan trên thế giới nguyên thú làm việc, hắn lại nấp trong hư không định ám toán ta. Sau khi bị ta nhận ra hắn còn cắn chót lưỡi giả bộ hộc máu, dụ ta mắc lừa. Hai người lập tức có cảm thông lẫn nhau, ngươi một câu ta một lời, mắng chửi Hứa Ứng một phen, luôn miệng nói, đáng hận, đáng hận. Ngọc Hồ chân nhân cười nói, Thiên Huyễn chân nhân, ngươi là Đô Cấm Lang ở Đông Môn Tiên Đình, phụ trách an toàn Đông Môn Tiên Đình, sao lại hạ giới? Thiên Huyễn chân nhân nói, ta cũng phụng lệnh giải quyết việc công. Ngọc Hồ chân nhân, sao ngươi lại hạ giới?
Ngọc Hồ Chân Nhân cười nói, ta phụng lệnh Nguyên Quân hạ giới tìm kiếm người mở động thiên tiên giới, nhưng không ngờ người này lại chính là Hứa Ứng. Lời nói của hắn xoay chuyển, Chân Nhân, ngươi hạ giới giải quyết việc công, nếu không tiện để lộ thì ta cũng không hỏi nữa. Ngọc bàn trong tay ngươi là gì vậy? Có thể nói được không? Thiên Huyễn Chân Nhân cười nói, ngọc bàn này chỉ là một món pháp bảo bình thường, ta dùng để đi đường thôi, không có gì quý hiếm. Ngọc Hồ Chân Nhân cười ha hả nói, lão đệ, tình cảm phai nhạt rồi sao? Chúng ta từng uống rượu với nhau mà. Sát tâm của hắn nổi lên, đang định hạ thủ giết người thì đột nhiên Thiên Huyễn Chân Nhân vêu một tiếng biến. Ngọc Hồ Chân Nhân vừa sợ vừa giận, sát chiêu thất bại, lập tức phát động Hồ Thiên Chứng Đạo Kinh xé rách thời không, ầm ầm đuổi theo, tiếng hô vang vọng tới, Thiên Huyễn đạo hữu, ngươi làm vậy là sao? Tự nhiên không nói năng gì lập tức bỏ đi, để lão ca ca tiễn ngươi một chặng đường. Thiên Huyễn Chân Nhân phát động Quy Đạo Ngọc Bàn, từ thế giới này xuyên sang thế giới khác, cười nói, Ngọc Hồ đạo hữu, người khác không biết ngươi chứ ta còn lạ gì ngươi. Mỗi khi ngươi nói tình cảm phai nhạt là chuẩn bị giết người. Chúng ta có giao tình nhiều năm, ngươi lại nổi sát tâm với ta, sao ta lại không trốn cho được? Ngọc Hồ Chân Nhân ra, sức đuổi theo, cười lạnh nói, Thiên Huyễn, xét theo tu vi, ngươi kém xa ta, ngươi có trốn thì trốn được tới đâu? Pháp bảo trong tay ngươi là Quy Đạo Ngọc Bàn à? Trọng khí chí tôn như vậy sao lại rơi vào tay ngươi cho được, vẫn nên giao cho ngu huynh giữ giúp ngươi. Thiên Huyễn Chân Nhân cười lạnh nói, biết là trọng khí chí tôn mà còn dám tranh đoạt. Ngọc Hồ Chân Nhân, ngươi không muốn sống nữa à? Cho dù ngươi có giết ta, đoạt lấy Quy Đạo Ngọc Bàn, chí tôn sau lưng ta cũng không bỏ qua cho ngươi. Ngọc Hồ Chân Nhân cười ha hả nói, ngươi phụng lệnh hạ giới, dùng trọng khí chí tôn gây hại cho hạ giới. Đơn giản là muốn đảo loạn thế cục, giúp chủ nhân nhà ngươi thủ thắng trong loạn thế, kéo chí tôn xuống ngựa, leo lên thêm một bậc. Nếu chủ nhân nhà ngươi là chí tôn, sao phải làm như vậy? Thiên Huyễn Chân Nhân trong lòng nghiêm nghị, tên này thông minh thật. Bọn họ một trước một sau, xuyên qua từng thế giới. Hứa Ứng thầm tiếc nuối nghĩ, nếu lấy được ngọc bàn kỳ quái kia liệu có thể khôi phục thiên địa đại đạo của tổ đình không? Tiểu Thiên Tôn cũng không phải cực khổ như vậy. Tiên nhân áo xám kia quá cẩn thận, khám phá ra có nhiều chỗ thiên quan của y không tới được, có đuổi tiếp cũng chưa chắc đã kịp. Đúng là có một luồng lực lượng âm thầm thúc đẩy đại đạo của tổ đình khôi phục, hay nên nói là ma vực xâm lấn. Hứa Ứng tế thiên quan ra, mở cửa, phía sau cửa đã là tổ đình. Sau mấy ngày tìm tòi, y đã dần dần hiểu cách dùng thiên quan, có thể nhắm chính xác vào thế giới từng đi qua. Nếu yêu tộc bị trấn áp không mất mặt vượt qua phong tỏa, giáng lâm thế giới nguyên thú, chắc chắn sẽ là một đợt đồ sát khủng khiếp, vô số người phải chết, vô số tông phái luyện khí sĩ bị phá hủy. Đây cũng là một đợt ma vực xâm lấn. Hứa Ứng chạy tới Bồng Lai, trong lòng thầm nhủ, có người đang tạo thế, mượn ma vực xâm lấn để tạo thế, không phải anh hùng cứu vớt thiên hạ thì là tội ác khiến chúng sinh lầm than sinh linh đổ thán. Anh hùng thượng vị, mượn tội phạt thiên. Y khôi phục bình tĩnh. Trong âm mưu khổng lồ này, đáng thương nhất chính là chúng sinh chư thiên vạn giới, hoàn toàn không có chỗ lựa chọn. Tất cả mọi người đều hóa thành quân cờ, còn là quân cờ có thể mất đi tính mạng bất cứ lúc nào. Những điều này không liên quan gì tới ta. Nhiệm vụ thiết yếu của ta là tiến vào quỷ khư, tìm được huyền hoàng cảnh hoàng đình phủ. Không có thực lực thì đừng nói tới chuyện cứu vớt người khác, thậm chí còn khó mà cứu vớt chính mình. Muốn đi vào quỷ khư, y có thể thi triển nguyên đạo chư thiên cảm ứng được vị trí của quỷ khư, cưỡng ép quỷ khư hiển hiện. Các bạn đang nghe chuyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 969, tình cảm phai nhạt, a. Y từng tận mắt thấy quỷ khư, năm xưa khi Nguyên Vị Ương còn là Nguyên Vị Ương, y và thiếu nữ cùng cảm ứng, suýt, gây ra đại họa kêu gọi cả quỷ khư. Với tu vi hiện giờ của Hứa Ứng, triệu hồi quỷ khư không phải phiền phức, nhưng nếu làm vậy sẽ bại lộ hành tung của mình, bị đệ cửu tiên vương và ngũ tuyệt tiên vương biết được. Cho nên Hứa Ứng dùng cách thứ hai, đó là để Hoa Thác Ảnh mang mình vào quỷ khư. Hoa Thác Ảnh xuất thân quỷ khư, chắc chắn có hiểu biết sâu rộng về quỷ khư, có cô nàng này dẫn đường, chắc chắn không xảy ra sai lầm gì. Trong trận chiến ở Tổ Đình lần trước, Hoa Thác Ảnh bị bắt, bị ép gia nhập, trở thành một thành viên trong Bồng Lai Tiên Sơn. Dọc đường về Bồng Lai, Hứa Ứng nhìn xung quanh,
chỉ thấy trong tổ đình. Những khu vực tiên đạo dị thường mà Ngoan Thất và Tiểu Thiên Tôn nhổ đi dần dần khôi phục thiên địa nguyên khí, nơi nơi đều là linh sơn, không còn cảnh tượng hoang tàn lúc trước. Cuộc sống của bách tính tổ đình cũng được cải thiện, lúc trước thi thoảng có khu vực tiên đạo dị thường bạo động. Quái vật tuôn ra như thủy triều, gây hại cho thôn xóm phụ cận, hoặc có quỷ dị xâm lấn, thôn dân dính phải tiên đạo, hóa thành sinh vật dị thường. Hiện tại, lần đầu tiên bách tính tổ đình có thể yên giấc ngủ ngon. Hứa Ứng thầm vui vẻ, không biết Tiểu Thiên Tôn đã tìm thấy Trúc Thiền Thiền chưa. Hắn muốn nung chảy các loại tiên khí, luyện thành thần khí bổ thiên, phải có Trúc Thiền Thiền trợ giúp mới được. Y lại nhớ tới tấm ngọc bàn của tiên nhân áo xám, trong lòng thầm nôn nóng, nếu có thể đoạt được nó, để Trúc Thiền Thiền sao chép mấy bản, thế thì tốt biết bao. Bồng Lai Tiên Sơn không còn ở chỗ cũ, Huyền Vũ Thần Quy mang theo ngọn tiên sơn khổng lồ này dạo chơi trong tổ đình, lưu lại từng dấu chân khổng lồ. Hứa Ứng đi men theo những dấu chân này, cứ thế phi hành hai ngày, đột nhiên thấy thiên địa phía trước xuất hiện một thác nước lớn, cứ như ngân hà treo trên bầu trời, tiếng nước đổ đinh tai nhức óc. Thác nước này không biết rộng bao nhiêu, trên nối với trời, dưới không biết sâu bao nhiêu, Hứa Ứng không nhìn thấy đáy. Dấu chân Huyền Vũ Thần Thú mà y đang bám theo chỉ đến đây, có thể thấy Huyền Vũ Thần Thú từng dừng chân trên một vách núi nhô ở phía trước, lưu lại rất nhiều dấu chân tại đó. Hứa Ứng bay tới, đi vào nơi đó, nhìn vào thác nước, chỉ thấy trong thác nước loáng thoáng một tòa tiên mộ. Hứa Ứng trong lòng máy động, Bồng Lai Tiên Sơn tới đây chắc là để tìm tòa tiên mộ này. Bọn họ đến tiên mộ làm gì? Trong lòng y thầm buồn bực, lúc này lại nghe một âm thanh vang lên, nơi đây là địa điểm thiên hà đổ xuống. Nhưng đại đạo của tổ đình đã vỡ nát, thiên hà khô cạn đã lâu. Chẳng qua trước đây không lâu thiên hà lại dâng nước, nước trong thiên hà chảy xuống hóa thành thác nước, thế là tiên mộ trong thiên hà cũng theo đó xuất hiện. Hứa Ứng nhìn theo hướng tiếng nói, trong lòng máy động, cười nói, Nguyên đạo nhân. Người vừa tới chính là Nguyên đạo nhân của tổ đình Thượng Thanh, bên cạnh có một thiếu niên đi theo. Hứa Ứng từng gặp bọn họ ở Tu Di Sơn, y có ấn tượng rất mạnh về bọn họ, một là Thượng Thanh đạo tràng của Nguyên đạo nhân, cực kỳ lợi hại, thậm chí có thể kiềm chế cả Tử Khê đã thôn tính ngàn vạn cao thủ. Ấn tượng sâu sắc thứ hai là sau khi gặp cường địch Nguyên đạo nhân sẽ tế ra sư thúc, mời tiểu sư thúc xuất thủ. Thiếu niên bên cạnh hắn chính là tiểu sư thúc của Nguyên đạo nhân. Nguyên đạo nhân mang theo thiếu niên đi tới nói, tòa tiên mộ này rất huyền diệu, là tiên mộ là thiên hà gột rửa mới xuất hiện, không biết trong mộ mai táng vị tiên nhân nào. Nhưng thiên hà xuất, tiên mộ hiện, chắc chắn tiên nhân trong mộ hết sức bất phàm. Hứa Ứng nói, nếu Tiểu Thiên Tôn bổ thiên thành công, cổ tiên trong mộ có phục sinh không? Nguyên đạo nhân lắc đầu, ta cũng không biết. Hứa Ứng quan sát tòa tiên mộ kia, chỉ thấy tiên mộ đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ, có luồng sáng bắn ra, sau đó lại đột nhiên yên tĩnh. Lại đột nhiên có khí tức ngập trời dâng lên, khiến nước thiên hà chao đảo không thôi, cứ như bị cuồng phong kéo theo. Tòa tiên mộ này đang trấn áp thứ gì đó. Hứa Ứng nghi hoặc không thôi, dò hỏi, Nguyên đạo nhân có biết bên dưới tiên mộ này trấn áp thứ gì không? Lúc ở mộ Nhị Lang chân quân, y đã phát hiện bên dưới tiên mộ Nhị Lang chân quân cũng trấn áp thứ gì đó. Nguyên đạo nhân bùi ngùi không thôi, nói, năm xưa những tồn tại như đạo tổ rời khỏi thế giới này, không biết tung tích, thiên địa dần dần mục nát, dị đạo mọc tùm, từ từ dục dịch. Tiên thần lưu lại phải bảo vệ tổ đình, thủ hộ thương sinh, huynh sinh vì nghĩa, dùng tính mạng mình trấn áp cường địch. Chương 970, diện mạo thật sự của quỷ khư, 1. Y thu ánh mắt nói, Hứa đạo hữu, lần này ta và tiểu sư thúc tới đây là mời đạo hữu tới tổ đình Thượng Thanh làm khách. Ly Hận Thiên có thể cho ngươi chỗ tốt, Thượng Thanh cảnh của ta cũng vậy. Hứa Ứng uyển chuyển từ chối, cười nói, ta đang muốn tới quỷ khư một chuyến, tìm kiếm ảo diệu bỉ ngạn tiên đạo. Đợi chuyện này thành công, chắc chắn sẽ tới tổ đình Thượng Thanh một chuyến. Nguyên đạo nhân cúi người tạ ơn nói, xin Hứa đạo hữu đừng quên. Hứa Ứng nghiêm nghị đáp, không dám quên. Nguyên đạo nhân cười nói, ta và tiểu sư thúc sẽ chờ các hạ ở tổ đình Thượng Thanh. Hứa Ứng cáo từ rời khỏi. Nguyên đạo nhân đưa mắt nhìn y đi xa, thở phào một tiếng, nói, tiểu sư thúc, chúng ta tới đâu xuất cung làm khách vài ngày, chờ hắn trở về. Thiếu niên kia nói, chưa chắc hắn đã sống sót trở về. Quỷ khư kia không phải đất lành, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Ngươi nên giữ hắn lại, không thể để hắn chui vào quỷ khư chịu chết được.
Nguyên đạo nhân thoáng chần chừ, lắc đầu nói, tiểu sư thúc, ngươi không phát hiện ra à? Từ lúc tạm biệt ở Tu Di Sơn tới giờ tu vi thực lực của Hứa đạo hữu đã tăng lên biết bao nhiêu. Với tu vi thực lực của hắn hiện giờ, ngay cả ta cũng không dám nói tất thắng. Hắn đã có chiến lực, tiếp cận tiên vương. Thiếu niên nói, ngươi tới quỷ khư cũng là chịu chết. Huống chi ngươi khác với Hứa Ứng, tu vi của ngươi là ngươi tu luyện từng bước một, không phải như hắn. Tu vi thực lực của hắn chủ yếu là dựa vào động thiên tiên giới và ngũ đại pháp bảo. Động thiên thì thôi, nhưng nếu không có ngũ đại pháp bảo hóa thành cảnh giới, tu vi thực lực của hắn kém xa lúc có. Còn quỷ khư lại nguy hiểm vượt xa tưởng tượng. Hắn lắc đầu nói, ta không coi trọng hành động này. Hứa Ứng men theo dấu chân Huyền Vũ thần quy, không ngừng tìm kiếm, thấy bốn tòa tiên mộ quy mô tương tự, trong lòng nghi hoặc không thôi. Khu vực tiên đạo dị thường thối lui, giữa thiên địa xuất hiện lăng mộ cổ tiên, những tòa tiên mộ này có quy mô cực kỳ hùng vĩ. Có một số tiên mộ còn nằm giữa chỗ hiểm trở như biển lửa vô lượng hay loạn tinh hải, hết sức tráng lệ. Theo lời nguyên đạo nhân thì cổ tiên dùng tính mạng mình trấn áp kẻ địch, thế đám tiên mộ này xuất hiện nghĩa là sao? Là truyền thừa của cổ tiên sắp xuất thế, hay là kẻ địch bị bọn họ trấn áp sắp phá vỡ phong ấn? Hứa Ứng suy nghĩ lung tung, chỉ thấy quỹ tích di chuyển của Bồng Lai là theo vị trí của các tòa tiên mộ này. Trong lòng y máy động, khi y không có mặt thì thần bà là người khống chế Bồng Lai. Bồng Lai đi dọc theo những tòa tiên mộ này, chắc chắn là ý tứ của thần bà. Chẳng lẽ thần bà tính được những nơi này sắp xuất hiện tiên mộ nên mang theo quần tiên tới những nơi này? Cuối cùng Hứa Ứng cũng đuổi kịp Bồng Lai Tiên Sơn, đi thẳng vào trong núi. Chúng tiên Bồng Lai ai nấy vẻ mặt vui mừng, không ít tiên nhân đang giảng kinh ngộ đạo, trao đổi công pháp thần thông với người khác. Chúng ta nhận được truyền thừa cổ tiên. Hàn Trạch Khang và Hỏa Long Thượng Nhân thấy Hứa Ứng, cực kỳ kích động nói. Hứa Ứng yên lòng, chúc mừng cặp thầy trò này rồi lập tức tới gặp thần bà nói, dọc đường đi ta thấy từng tòa tiên mộ hiện thế. Còn lo kẻ địch mà cổ tiên trấn áp sắp xuất thế, hóa ra là truyền thừa cổ tiên xuất hiện, khiến ta sợ hết hồn. Thần bà cười nói, Hứa công tử, nguyên nhân do đâu mà truyền thừa cổ tiên hiện thế? Hứa Ứng kinh ngạc, thử dò xét, ý cô là. Thần bà thở dài, truyền thừa cổ tiên hiện thế, đương nhiên là vì sau khi cổ tiên chết đi cũng không trấn áp được những kẻ địch này. Hứa Ứng nhìn sang phía Hỏa Long Thượng Nhân và Hàn Trạch Khang, chỉ thấy cặp sư đồ này hưng phấn khó tả, gọi nhau là đạo hữu, quan hệ như sư huynh đệ. Hứa Ứng nghi hoặc nói, bọn họ có biết là mình đã gánh vác trách nhiệm phải trấn áp những kẻ địch khủng khiếp kia không? Thần bà cười tủm tỉm nói, nếu biết liệu có vui vẻ như vậy không? Đương nhiên là không biết. Hứa Ứng nhìn Hàn Trạch Khang và Hỏa Long Thượng Nhân, nghi ngờ nói, năm xưa cổ tiên không tiếc tính mạng để trấn áp kẻ địch mà còn không trấn áp nổi, đổi lại là họ liệu có trấn áp được không? Y cực kỳ nghi ngờ, có nhìn thế nào thì cũng thấy Hỏa Long Thượng Nhân và Hàn Trạch Khang không đáng tin cậy. Ở đằng xa còn có Bồng Lai Thất Tiên cũng đang nhảy cẫng lên hưng phấn, hiển nhiên cũng nhận được truyền thừa bất phàm. Nhưng theo Hứa Ứng biết, Bồng Lai Thất Tiên càng không đáng tin cậy. Thần bà nói, nếu không truyền thì càng không thể trấn áp được, truyền thì còn có một chút cơ hội. Các bạn vừa nghe xong tập 97 của bộ truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.